ạc rẻ 360.com, shop ạc Liên Quân uy tín giá rẻ. Có rất là nhiều vòng quay may mắn quà khủng cho anh em và vận may Bigo. Shop ạc giá rẻ 360, shop ạc uy tín giá rẻ. Thì nước chảy dữ thiết. Thôi cái mày mó nhọn hay lẻ đều vậy? Làm gì? Mày mó nhọn hay đều vậy? Làm gì vậy? Đó. Sao? Ý là mày vô trước tao có màn trôi đi. Mày biết tao cái chiến cất rồi sao cũng bù thì vậy? Đang đi đái gì á mà cũng... Nói chuyện là xúc phạm giống mày. Thấy người nào mà đang đi mà xin mà bù lại không? Giờ tao đang cầm nó quay trước, tao quay thấy mày tình cờ tao quay lại luôn. Im mẹ mẹ vô thiết rồi. Im. Đứng đi. Đây, hello các bạn. Thì hôm nay thì Thiết nó mới mua cái, nãy giờ mình thấy Thiết cái mặc cái áo này nói chung khá là mèo. Má đẹp chứ sao? Mày sao? Đúng giờ mày không làm gì? Mày mua tao máu đúng không? Chính xác. Đó cho bạn gì ta? Đi tuổi nha, không phải. Hiểu không? Hiểu không? Trong số bên Trung á, máu gì mà cái áo liền gì? Mẹ mày mua tặng tao hay? Hay sao mà đủ? Mà nói. Thì đúng rồi, tao sẽ mua tặng mày. Dạ. Nhưng mà mày phải theo ý tao nha. Tao. Giờ ý tao vậy nè. Tao nói thử hợp lý không vậy? Thì chưa phúc thủy cho hình ảnh rồi nó hiểu chưa? Chưa dùng em xin lỗi, tao hiểu không? Mày nhân thiết nói gì mà tao hiểu mày đâu. Tao mà kêu mà nói với tao mà kêu nó hiểu. Nãy giờ chưa có nó đứng sau lưng mà. Ai mày cái kia có gì ai biết mày gì đâu. Làm với mày đi mà. Không coi thôi. Mày chịu má mày đắt áo. Mày là biết tao mày đi trời. Giờ muốn có áo mới không? Áo gì? Áo gì hơn? Áo hai phần hả? Vậy vậy nộ mày biết mày. Mang mày áo kỷ niệm giờ tao mua rồi. Mày đắt gì nó muốn tí mẹ luôn á. Ừ. Ý là áo này mùa muốn gì? Đồ mày áo thiết cơ mà con gấu. Con gấu bị lụm quá. Áo lụm. Áo thiết cơ con gấu lụm ngược. Thiết cơ dáng anh lụm ngược. Mày áo cầm vợ tao không quá. Nó ngu thôi mày. Nó ngu thôi. Đâu gì nó nói mày nói xí áo vậy. Áo cầm. Đúng cùng quá. Đỡ tao. Áo này xí được này. Bây giờ đỡ tao điện. Mày xí mà đền tao nói vậy hay đồng vô đền. Mày có tiền số bạc lớn nữa là đâu. Má cái con gì mà toàn phá không vậy mày. Ừ. Âm lực thì thiếu cái gì mà toàn phá bá công. Mới qua thì anh cũng muốn đậu bóng tôm chút vậy đâu ạ. Được chiếu vậy giờ nó phá nữa. Thì dạ mới nói mệt mán ngán thiệt luôn á. Thì thôi bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu clip này nha các bạn. Giờ mình sẽ alo cho Trung Trịnh Trạc rồi các anh em. Alo Trịnh, ông phải alo anh Trung ấy. À, đưa tao đây. Vô đi, vô đi. Vô đây, vô đây. Đứng đây. Ừ, mẹ Phúc đừng tiếp vô nhà trời lạnh mẹ. Mẹ thì Phúc thiết mất chị lắm mà nâu. Gì? Nghĩ sao không nó. Mẹ nghĩ điên dữ. Gì cái vụ gì mà mất chị? Nãy em nghe hai tụi nó thông đồng bị xé áo em đỡ mà vô shop anh. Chỉ rồi cho anh đầu. Anh đợi. Quá đụng cái bữa giờ xé quần xé áo hoài. Đụng cái vậy em nói điên nó này. Bây giờ sao? Giờ em muốn anh xé đáo áo tụi nó. Trên đầu thao tao tàu quá. Anh Trung. Xé đồ xé nè. Bác anh đền không? Em nói nè, em chưa nói xong mà anh khùng sao vậy? Lên là anh nói này. Cái gì? Ngồi xuống anh nói nè. Nói cái gì? Trời lạnh lẽo mà làm mấy cái gì ẩm thực đi nấu lẩu đồ ăn chứ trời trời. Thì dạ xí, xí áo anh hiểu không? Em phải nói cho tụi nó hiểu chứ. Gió muốn lạnh mà cây chẳng muốn ngừng anh. Ngừng. Lâu. Cây muốn lạnh mà gió chẳng muốn lây. Đồ em điên chịu nấu tụi nó. Tận nhiên em đã nói là Ni không làm clip trôi gì xí quần xí áo ảnh hưởng tới tiền bạc sức khỏe của mình đúng không? Xạo chó xạo chó. Giờ làm xong mình ấy nữa. Nhưng mà em muốn làm cái clip này cuối cùng đó mà cho tụi nó biết là điều em hiểu không? Bây giờ tụi nó đang có cái suy nghĩ trong đầu nó là bây giờ em đưa anh xí đồ nó thì nó suy nghĩ là anh sẽ vô shop của anh đến là mua đồ của anh đền, đồ anh đẹp á. Shop nào nó không nghĩ là giờ qua shop anh đủ lấy đồ nhưng đền mà cái gì thằng Thiết nó mua áo nó dày lắm, em thấy áo nó dày tới 10 phần á, nên là bây giờ anh hiểu không? Không mặc gì áo 10 phần nữa điên rồi biết anh. Bây giờ anh xí cái áo rồi chút mà anh dẫn ra chợ mua cho nó cái áo mày không tiền đâu, áo còn 30-40 ngàn thôi, em mua đưa tiền mua. Đây, em đưa tiền cho anh mua, chứ không phải là áo nó thiệt xịn mà cha nó bỏ cái tặc đó. Đây, anh cầm đi, chứ anh nghĩ em mà vô shop anh mua đồ nó. Đây, anh cầm trước uống em. Đấy, như là em đây là cầm tin cho em, là không có vô shop anh. Này là em ép anh làm á, chứ anh đúng anh rồi, không phải là. Nhiều không? Mình lại đây anh nói nghe nè. Nói sao? Cái vụ mà bữa mà xế đồ xế đạt đồ đó là em không được kêu nó là không được làm cái vụ đó. Đúng rồi, bây giờ giờ anh lại làm lần này cho nó quản thôi đúng không? Nhưng mà chút anh trẻ lại em 400 nha. Đây là lòng tin, kiểu như em không có gà anh vô shop anh lượm đồ của anh hiểu không? Em đưa 400 này là lòng tin á. Chút anh trẻ lại anh, nhưng mà chút nữa là anh xế, nhưng mà anh chỉ nói anh đền đó, tụi nó biếm là người sẽ vô shop anh đó đền áo xịn. Đường nào nó nghĩ vậy nào, anh biết mấy mày. Nhưng thực ra là mình dẫn nó vô chợ mua áo 30 ngàn đâu cho nó thí mẹ nó luôn, cho nó mèo. Nghĩ sao mà đền được gạo đúng không Trung? Đúng không? Tao lại đi ngồi nói chuyện nữa chứ. Tao nói nhỏ đi vô nhà mình thôi. Trời, nói quá. Sao? Nói gì?
xong rồi tập phim xong rồi nhanh 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 ok nào ok nào ok nào cái không quên đây đâu có đâu hử cái gì không có sao tao gì mẹ mà không có sao mà làm gì biết làm gì không gì mẹ biết mày cái này cứ thằng quay phim vậy chuyện quay phim mấy một cái chút rồi đi chào chú mày chút chờ cũng xì không nhớ nha anh công tên hôm nay cao quá. Áo này mày có không biết? Anh hôn em. Dạ. Trời hôm nay lạnh. Áo dĩ nhiên là nó ấm rồi chứ sao ấm đúng không? Đúng không? Lạnh. Trời hôm nay lạnh quá. Cho anh hôn em. Dạ. Quý giờ quay phim quay đàng hoàng quay chi mít trời. Còn mày cái kia đâu? Má lỡ cầm con cái tiểu đây. Bây giờ lạnh là anh em mày có nhậu không? Nhậu gì? Hả? Thì đó, bây giờ xì rượu. Xì rượu làm mấy lẩu rồi xì luôn á. Đúng không? Là mình làm một chao cha rồi ấy, anh em mình làm mấy đồ nướng rồi mình nhậu cho. Đúng rồi. Hả? Anh Trung làm gì anh Trung? Trời ơi, hôm bữa mấy mình thiết kế cái áo mày. Trời ơi, đây mà đi cái áo, trời cái áo nè anh. Cái gì? Đồ anh cái áo gì mày? Thấy chưa? Cái này mày biết vậy đây. Mày biết ra tôi trước. Mày ngồi mày lo mày nói chuyện mày biết rồi nè. Làm gì vậy anh Trung? Hỏi anh làm gì vậy? Anh định cái kem thành nhiều quá luôn ấy. Anh cắt lại. Anh cắt cả đứt luôn này. Anh cái gì? Cách đây. Đâu mẹ, em nói anh cái trời nó đứt lỡ cái cái lỡ đâu. Đâu mẹ anh cái. Cái anh cắt chạy. Em không còn biết. Thì anh cắt đi. Cái gì? Anh lỡ anh muốn cắt theo anh cắt trời đứt đi. Quá trời quay clip gì mày coi hả? Anh Trung trời với tao trời đâu. Rồi bây giờ anh cắt trời đứt luôn rồi đợi anh đỡ đó anh nói rồi. Sao mày không tức mà mày kêu tao cắt gì nữa? Mày chết sao không tức? Cắt giật. Không tức lên não đại mà không tức. Không biết tôi đuôi tôi quỷ ông luôn rồi chứ không tức. Giọng tới sao? Ờ lỡ ông cắt cho nó quyên ở tay luôn đi. Lỡ đâu? Mẹ ông có ý ông cho chú chết rồi. Đi mày. Thì anh làm anh chịu chứ mấy gì đâu. Thấy chưa? Đúng rồi. Người ngu vậy. Riêng anh chở đi. Anh Trung á là người sao? Anh hiểu chuyện nhất. Đúng rồi, anh hiểu chuyện. Người anh là anh nói chung là em cách anh nhất tâm em. Tao quá buồn xì nữa nha. Anh là cái người hiểu chuyện này. Anh nói em nghe nè, anh là người lớn. Anh làm được anh chịu được. Nói chung là cái này em biết chuyện đàng hoàng anh nói được. Đây là tao biết anh Trung nè. Nhưng mà cái cách đó là anh Trung muốn ra nói lên ý gì? Anh nói là bữa sau em đừng có phá đồ phá đạt như vậy chưa? Chết tụi anh. Cái để anh nghe anh bé nói qua tính trời màn tôi phá đồ phá đạt rồi. Anh phá tao mà anh có tao dạy tính tao mà. Tao nói là gì như vậy á, bữa sau chú được nữa. Với lại được rồi, mua áo gì rồi đây. Đây, đây, mua tao cái quần. Mua tao quần chay nha. Chay nha. Vậy đó mình muốn cấp nhiều người cấp chứ. Đi, chay đi. Quá đó là quá cho thấy chưa, tao cũng ra sạch trong mình rồi không? Tao tao nhỏ. Còn nó chết này nó chết cứng luôn này. Tao làm lên cho quân rồi anh đi. Lên nó chở này nghĩ sao trời dài mà anh thấy anh Trung. Ờ. Mẹ mẹ thôi anh Trung bước xuống đây. Đâu mẹ. Chú làm gì nữa đi. Bước xuống đây em phải chở anh một xíu mà mưa anh mưa bách. Mưa dẫn em đi mua giờ em phải chở anh. Cái đeo anh này đeo như mấy con quà ghê sao vậy? Đấy. Quà nó còn thông minh hơn anh. Anh đi sao cái áo anh đi xí hử? Ủa cái thằng điên này đụng mày. Tao đền cho mày rồi mày. Tao đền cái thằng này rồi. Âm tiền nhiều đấy mày sao đền rồi. Tôi biết không có nhiều đồ. Từ từ tôi nói à. Tôi chữ trước à. Rồi mới đền cho nhau. Leo lên rồi chữ. Cùng tao đền đúng không? Cùng chữ nữa. Không giờ que đó bộ nào cũng được. Đúng không? Que luôn ấy. Thì que luôn đi luôn. Que luôn. Mấy giờ tao tưởng chữ. Đi luôn. Que lên kia. Ở đây. Đâu đi luôn. Đi trên xe gì ngồi cũng bay hàng nhựa hôi xe lắm các bạn. Hôi xe nha. Còn phút tai nạn. Gọi đi. Tung. Hôi xe hết rồi. Thường ráng chịu ai biểu. Có dùng cái chung dạng đồ ngon xe lắm. Trời ơi lạnh. Lạnh lắm thiếp. Ráng chút mà chỗ kia nó ấm. Chú ý. Liêu biến mình đó. Ở trong chứ mà sao. Sao cho anh đi vô đường lại chi anh Trung? Anh đi đường kia cho nó ít người chứ tự nhiên cứ lấn vô đường chợ chi vậy? Ừ. Ủa này mua cái gì vậy? Anh mua lẩu vậy anh nói à? Đúng rồi, tôi chở đi, cứ nhiều chuyện quá. Đi đi mấy đường này lắm. Ngầu lên chợ rồi đi chi tao. Đi mấy đường này hình như lắm không là sao mày? Sao anh em mà nói chuyện mày tao vậy anh Trung? Ừ, xuống đây rồi nè, đỡ xe đi. Bọn anh xuống đây chơi vậy? Mua gì vậy? Anh ghé mua gì à? Anh ghé mua gì anh Trung? Em mua gì vậy? Vô đi mua ít đồ. Mấy giờ tụi nó đi sắm bánh kẹo Tết nè. Mua vô đi mua ít đồ cho mọi người. Làm quà anh mua bánh kẹo Tết. Cho anh em ngừng ít đồ đúng rồi người lớn rồi ha. Đây đây. Mà sao ai kể cái đeo quyền có đường đường như mấy thằng cậu vậy? Đồ mẹ lớn đâu mà nhìn mấy thằng kỹ đâu. Ừ. Tóc tai gì vàng 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 á. Vô chợ nói chuyện mày biết vàng giờ.
Phút này hết dám nói mình tóc vàng các bạn, nói nhung tóc đen vào. Mình là một người đàng hoàng, mình có vợ con rồi mình không bao giờ đối tóc vàng, sáu lỗ tai hay gì nữa các bạn. Ai bán chợ buồn này đưa lên đây. Bán được không cô? Dọn tết đồ bán được không? Sao? Không phải là chợ ơi. Đây là cái khu gì biết? Này giống cái chùa các bạn. Đây là chùa nghĩa địa. Cô nói cơ chứ này. Cô ngự trong nghĩa địa ấy, cô âm đi. Chủ ta buồn bán nói cũng không có. Dạ cô nói dài nói. Cô nói không phải mẹ. Nhìn nhau khu chợ mà cô kêu nghĩa địa. Nói mà. Hay giống chùa hơn mà. Đâu bỏ chứ đi anh mua bánh kẹo mua đâu trong đây đây em chỉ cho cái chỗ mua đúng không anh đi mua bánh kẹo đúng không cậu quen dẫn thiết cái vô mua đồ chứ mua gì mà nhặt cái gì đồ gì anh đây 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 các bạn đây 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 bán đồ đẹp nhất này ở chợ chợ vẽ bán đẹp đồ đẹp nhất này hey, áo lê đây đừng cà phê đó tôi bán được kiếm đồng trời mẹ má bé ừ Đồ mẹ em có đồng nào nó tới luôn. Mẹ bán đồ y tín nhất này. Rau được rau. Đồ ấy đồ đẹp. Mà sao mà cho mỗi lần vô là đuối như đuối tè ra. Sao phải. Mẹ anh làm gì mà vô đi chứ vậy. Để tụi bay đi đâu mà người ta còn đuổi không. Chạm chi ra bà ngoại mày chữ vậy. Đi qua đi qua đi. Đi 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 cho anh đi chơi. Trong đó mua gì. Đi vô đây giờ mày lựa cái đồ đi tao mua tao trẻ mày cái đồ này. Đồ gì trong đây. Đồ gì. Bộ áo len chứ gì nữa. Mua mày lựa cái gì. Mày sốt anh lựa cho anh đi làm sao mày. Cái áo len mà áo len bạn. Anh biết cái đồ em mua đâu không mà anh kêu anh dẫn em đi chợ mua anh. Đụng hồ giờ em mang tàn đồ ở shop không à. Shop chợ đêm kìa. Cái áo liền nó lạng hoàng đồ nó lấy lồng dịch nhà nó nữa mà mày. Chị shop ngay người vô chợ. Lại đây. Bức luôn rồi. Đụng. Nào lửa bà quái với bà lửa này. Tiếp mà lửa em còn không mà đi chưa. Là tao điên rồi nha. Bây giờ lấy ông lấy. Anh nói sao mày nói tiếng rồi. Giờ tao nói sao ta. Trung giờ. Mày lấy lấy. Quay shop anh Trung. Shop đi ông ơi. Đi. Giờ mày có lửa không lửa gì à? Tao cũng nói. Giờ shop ông lửa. Hả? Được rồi, ờ, đây đây trước nhá. Được rồi, có. Giờ là sao mày? Giờ mày có được không? Sao? Mày con đi mua đồ làm như quả đuối dữ vậy? Mày muốn đi mua đồ mà? Ờ, mua anh. Em mua chứ quả gì? Có. Mày sao mày nói tao tiếng rồi mày? Anh Trung tự nhiên. Quậy đỡ cho mấy mày đừng có đỡ tao cho nó lựa con mua một cái con tặng nó. Không 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 quả không có. Quả không có hả? Quậy mẹ cái không có rồi. Đi que xúc anh mua ngược ấy. Đây qua chỗ bà chị đâu. Cái đăng cấp em nhà đi mà ăn áo. Đừng có nói đăng cấp mà. Đăng cấp thì đúng là cái áo. Sao? Ấy mày sao mà đúng ổng chứ ổng người ấy mà tự hỏi tao tao đâu biết đâu. Quả chứ tự nhiên ổng là người xí mà mày tự hỏi tao nãy tao nói đâu. Qua này có cái này vui. Cái này ấy giúp cái gái đúng không? Chắc này này chắc đây nhiều đồ nhất rồi. Đó. Này đâu? Mày lên này mày lấy lên được mấy áo lên đẹp đẹp kìa. Mấy này sao một phút. Các mày thấy ở đường. Ông xe áo mà giờ xe áo tao là được. Đúng rồi. Ông đợi tao tao cái bụng xì. Thương mua gì shop với anh rồi chị chợ nữa. Đúng rồi. Ông nói tao bụng xì nào. Giờ sao mày nói. Tao nói. Tao lấy mày lôi giờ sao. Rồi hỏi hỏi ông kia. Tao điên không ngồi nha. Đừng đỡ tao điên nha. Hồi nãy tao cũng tưởng là ông mua đồ là đồ shop. Cứ của mẹ mày. Ông chẳng cái trời ơi. Mày biết nói à ông ơi. Đừng chẳng cái shop anh Trung. Chẳng shop anh nuôi. Mày khùng sao mày cái áo của nó đó. Nãy tao mà chịu nữa. Ông anh tức nữa. Hên. Mày mày tao nói mày tao hả? Ủa chứ nói vậy lại đi mày, cái này. Mấy thằng lên nó dẫn nó đưa đi mua lại chút. Ủa tao người ta mua mày. Ủa chết tình. Anh xé là anh chịu trách nhiệm anh ấy mà giờ kêu chịu mua không? Mua tao gì hả? Thì đỡ lên nó đền đi, đi số tiệm anh. Tao gì anh Trung, nó không chịu thôi. Cái gì hả? Tao giết luôn á. Gọi là anh đây. Đồ đã không được rồi sao mày đòi. Rồi sao mày nghĩ hay vậy? Ông tự ông ấy với tao đâu biết đâu. Ông tiệm người ta làm ăn mà tụi bay cứ ồn ào lên lên cái đi. Ông đi đây. Quả đây có tiệm ở chợ mà. Mày tao hết gì chơi không à? Vậy giờ sao? Quả ai chợ? Ông Trung tự nhiên tao nghĩ ông qua shop cho ai ngủ qua chợ đây mà. Vậy là còn cái vụ gì sao? Biết thôi đâu. Lỡ cái về mặt về đây. Chúng anh nghĩ sao được hay vậy anh hả? Chứ anh biết anh đồ em lên tới 900 ngàn mà anh kêu em vô lụm cái cáo 1-200 ngàn anh 900 khi móc thì cái áo gì cũng mềm và thôi. Anh hết tí nói lên. Mà 900 ngàn. Bao nhiêu hầu tao mua nhiêu là áo mua 70 ngàn á. Cái này. Áo 70 ngàn mà đừng có nói đồng giá mà tạo anh Trung lên với mày. Tặc mày bữa sau đừng có xé đồ người khác nữa. Đúng không? Cái đồ anh cảm biết anh chi rồi. Ông xé tao mà ông kêu tao là kêu tao lỡ thiết có hơn không cũng không được anh gì không công bỏ cái đợt đó đi chứ đợt xèo xíu mình nói vô số đợt xèo mày đợt cái rủ tao nữa đợt xèo vừa cái đợt xèo có nếu mà có đợt xèo thì anh vô số anh nha anh Trung coi như đợt này vô trời cái loại chó đi có vô số anh đồng anh mới lớn mà chưa chó đi thì vô ngoài á vô đường này vô đường này vô đường ừ cái này đẹp nữa đẹp bằng mày đi bán chợ sao bật đèn tốt như thần quay không thấy hết đèn tôi có bật đèn lắm được rồi không lựa tao gì à mệt quá ồn ào quá rồi sao đây
Mình có không con? Má tao nói mà mua không mua không có đâu, mất cái gì lẫn chài luôn á. Mất cái chuyện chài hả? Đi khỏi đi khỏi. Chỗ ấy đông quá, chỗ ấy đông quá. Tao nói mày có. Hết mua chỗ này, tao nói chỗ nào cái hàng làm VIP nhất đây. Rồi đi về chỗ bẻ bữa bè Phúc Phúc mày. Bẻ nó bán thấy đồ đẹp nhất á. Hả? Đi lên trung. Tao kêu bè nó là nguyên khu này chỗ nào mày mua được hết. Cái nào không nó thích mua bè về đây à. Bè. Tiệm bè nào cao cấp mà mắc nhất bè. Áo liền. Áo liền, áo liền. Mà phải xịn nhất nha. Phải mà đẹp nhất mà mắc nhất. Đồ này shop mà cứa đây nè. Shop shop nào không chứa nó nào nó lựa đồ đây thôi quá. Nó thích nó mặc đồ đây quen rồi quá. Đang kiếm đồng đó. Chào ông, chào ông, tao mua cái gì vậy? Sao con tao mua con không mua quá được vậy? Trời cái tiền con bại tay con này. Đồ vì sao con quại con làm con thất quại với quại luôn. Mày đi đâu rồi cũng ui dù về mày chọc đi cha chọc ta đó chị ai muốn lên nào đem xí đúng mày không mày nãy cứ quằn quằn cứ muốn nhận trời ơi mẹ mày đánh cái clip đâu làm hoài lặp lại hoài vậy xí quần nữa không biết chỗ nào không anh đi chưa bữa có mua không áo nào mắc nhất cái sao mà rẻ anh? mày với loại đó mẹ cái áo nào phải mắc nhất, xịn nhất. Cô cái áo nào mà áo lên nào mà xịn nhất, đẳng cấp nhất. Cho dành cho con. Có mày áo kẹp với tao hả? Quá. Nào rất là chì đây. Lượm lên cho cô. Giếp vậy ta luôn. Không phải rất là chì rất là đất của chì chứ. Cái này áo lên mày có kẹp không? Không. Bạch gì dưới thằng mập thằng trai em đây mà mày áo kẹp đi. Kè nó chậm nó đi đã rồi nó tưởng. Nè thằng mày thử vô. Tôi đẹp giày còn ấy nữa, mày cứ nhăn cười lên coi. Có áo mới mà không cười lên gì hết, thử đi. Thôi. Lại lấy cười nấu không lên. Còn trông vô lưỡi, áo liền không? Chị lấy áo liền là mang mắm. Áo liền mắm mắm nữa mày. Ý là tao nói vậy đỡ giọng thấy tậu. Tậu cái đầu chó mẹ. Mày hết tậu mày lắm. Cái mày mau mày kia. Lấy cái nào mang mắm hả? Tao muốn cứu thì. Cái này không? Còn áo bè nó mà. Cái này chỉ luôn này, xong tay dài luôn. Tăng con lắm mày. Đủ cho này thiệt sáng, bên kia quay tốt thui à. Ăn chút xíu mày kêu mày. Đây gần tới rồi bán đường cô. Đúng. Mày giờ anh là shop anh giờ, cái shop anh nó chụp anh giờ. Chúng nó gì anh quay clip anh hỏi giờ anh gần tới bán đường em à. Ừ. Đi trong đi qua bên shop Tú Quỳnh lái anh. Đây. Tú Quỳnh gì vậy? Đây mua đi chơi Tú Quỳnh gì đó. Sao giờ? Lại chả gơ mặt gơ luôn mà mua tao gì cha mệt quá. Anh lừa anh trung anh lừa. Trời đi vô tiệm tao mà chịu mua, tao ghét nhất mấy thằng vô tiệm mà không mua. Nó cứ nói hỏi rồi. Quần quần luôn. Mua đi còn kén. Mày cho thử đi. Áo này thiệt đẹp nè. Nè đụng mày ôm cái bụng vô đẹp đụng ôm bụng nè thấy không nhìn chắc phải lờ luôn đấy nó cục cái mép màn hình mép dù mà chó đâu quên đâu đâu được đâu mày thôi nhanh mày bím bím quay quay cho bạn làm gì sai lầm luôn đụng mấy cục đạp tao hối hận giờ tao tao nếu mà thấy không để tao mà chiếc áo nữa thấy anh cứt luôn quê nó thiệt nhân phúc sao mà tao đeo mà thông minh sao mà nói tao mày tao biết điều đâu nói mày phúc anh cứt nhiều đầu cho nó nói cái áo cái xí là đây cứt rồi đây cứt nhiều đâu biết coi thật sự cái vụ thằng nghe đúng thằng chắc đó trời ơi à vâng vâng cái vụ quýnh trung đúng không cái vụ đó quýnh đã có quýnh trung đúng thằng lên á thấy được không quá là chất chơi anh em à cái bọn áo gì áo gì tao nắng luôn tao hết không nó ấm hơn áo này của mày đúng mấy coi áo lên nhiều mày thiệt tao nắng luôn tao chắc tao gì khỏi bói ừ sao coi như là cua đi thay người cũng được ngày cua đi thay người mà tính chiều tới xe ra vậy anh đâu hào hỏi áo thử nhiêu tiền là tính luôn anh áo nhiêu chạy mừng chứ thấy đụng vui dễ rồi lên coi áo dài mà mày thấy lụm được ấy nhìn trong bụng cừ vui vậy đường nào đấy kìa áo thích áo thích kìa áo thích kìa thiết đây ở mày giống gái quá mày cái áo này bữa tao nhớ đừng mà bỏ cái tật mà trôn số xí đồ xí đạt rồi nha đúng anh Trung anh nói sao đúng anh Trung chứ còn đứa lần làm phá cơ nữa tao tại vì cái điều ốc anh nghĩ rất là sáng tạo luôn nãy thiết tưởng là quay shop anh mặc bím thì sao thì anh cũng bím rồi hút rồi cái đồ anh chi mặc mày luôn á clip đồ ai chữ bím ấy chi luôn clip đồ ai rồi anh em mày giống thiết bỏ cái tật đó đi nãy là thấy không có nào dưới mày luôn á lấy cái đi cô bữa nãy giờ bị tư vấn rồi bữa tôi đợi cáo mình shop anh đầu đủ cái đợi rồi em đợi cáo đó đâu bởi vì hôm qua lấy tiền mua mà đợi làm gì không đậu đổi tiền mới anh trộm hay tấu quen trộm hay sao rồi mày trời phải đền cái áo đó em mới chịu được ấy áo nào áo màu bữa mình sốc mày giống ông đậu tao quá mày áo này đi bữa tao chỉ mà mày áo đó tư 400 mấy tao quen cái mày áo tao 900 mấy mày trộm đại đâu gì mày mấy màu đậu quá đỡ cô bà la kìa cô cái áo này không được cô cứ gói bì đồ tính tiền 7-8 ngàn đó coi
Bây giờ giải sao đây? À, quay vào chạy ra. Má tao lụm luôn cái đây rồi. Bây giờ tao lót cho làm cái này cũng được. Khùng khùng. Má áo mà nói áo lụm rồi mày còn đàng hoàng chứ. Nhiều cái áo nhiêu chị thôi nó lụm đó được rồi. Áo nhiêu vậy? 180 được rồi. Nhìn ra 180. 180 này. Ông bữa mua 140. Mà ở đây 180. Thầu tàu quá mày ơi, tôi bán trả giá cho mày. Đồ quá. Có cái áo gì mà từ giờ áo đi này lên tốt quá. 120 bán không? Ờ đây đây nè. Đây. Đó làm cái luôn. Đụng tiền ở đâu á mất tiêu ra. Đúng quá, cái quần mày đẹp ba cô em. Làm cái con xì giờ nãy nói cho rồi mà. Đúng không? Ừ. Trong tấn này không? Quần xì gì? Quần xì đấy. Quần xì đáng nhiêu đấy? Đáng nhiêu rồi. 30 cái con. Cái gì? Cái quần phải 15 ngàn anh chở tôi mua tôi luôn tôi biết đi. Quần vừa 15 ngàn 30 cái con. Lấy số lớn hơn chút rồi còn. Không còn cái con bằng cái xe ôm nó chặt cho đã. Chặt chặt mày nói cần nói dễ mày. Mày nói cần quyền hóa mà nói cái không mệt thiệt luôn á. Tính đi anh Trung. Cứ lái coi Trung Trung nãy mà cũng lâu lâu tính bữa mà có ở đâu. Để cho các bạn có chung thiết không để chọn được cái áo nó gọi gì ai chơi nó gì vậy mà nó đeo đó vậy. Biết cái nó đâu đâu. Ừ. Biết mày nó gì đâu. Nó cầm luôn khỏi bì luôn anh. Tính anh thích cái áo.